chấn động. Tiên tri báo trước tin vui bất ngờ. Người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, may mắn ngập tràn, rủ sạch vận hạn, thoát kiếp bần hàn, tiền vàng nước két. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, giàu sang phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi có đôi lời gửi đến tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Trong cuộc sống, khả năng chịu đựng áp lực là một kỹ năng quan trọng, nhưng cũng đừng quên rằng, việc này có thể khiến ta cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi cần phải biết buông bỏ, biết thản nhiên và bình lặng trước mọi thách thức. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi điều, nhưng có thể kiểm soát cách ta đối phó với chúng. Hãy đối diện với mọi tình huống một cách bình thản, không oán trách, không buồn bã, không than thở và không trách phận. Đừng quá mải mê suy nghĩ về quá khứ và những lỗi lầm đã xảy ra. Quan trọng hơn là học từ chúng và tiến lên với niềm tin và sự quyết tâm. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và thách thức, nhưng đó cũng là điều làm cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống. Hãy luôn lạc quan và tìm kiếm những hy vọng dù là nhỏ nhất để tiếp tục bước đi trong hành trình của mình. Dù gặp phải thất bại, đừng bao giờ sợ hãi thử thách mới. Hãy kiên nhẫn và cố gắng. Nếu không thành công, hãy nhớ rằng đây chỉ là bước đệm để ta học hỏi và tiến xa hơn trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ và luận giải về tử vi của người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Chúng tôi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được ba hiểm họa này, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Đinh Tỵ có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý bản mệnh sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời, giàu có viên mãn. Quý khán giả thân mến, người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 là những người mang trong mình một tinh thần mạnh mẽ và kiên cường. Hành trình cuộc đời của họ không bao giờ bằng phẳng, trái lại, nó đầy rẫy những gian truân và thử thách. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm này đã góp phần hình thành nên một con người trưởng thành, biết trân trọng những gì mình đang có. Ngay từ khi còn nhỏ, Đinh Tỵ đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Những năm tháng đầu đời thường gắn liền với nỗi lo âu về tài chính trong gia đình. Có thể nói, tuổi thơ của họ không chỉ là những niềm vui hồn nhiên, mà còn là những bài học quý giá về sự chịu đựng và cố gắng. Những vất vả ấy đã giúp họ hiểu rằng, để có được thành công cần phải nỗ lực không ngừng. Khi bước vào tuổi trưởng thành, cuộc sống càng trở nên khắc nghiệt hơn. Đinh Tỵ phải đối diện với những áp lực từ công việc, gia đình và cả những mối quan hệ xung quanh. Họ đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ những vị trí thấp đến cao, mỗi nơi đều mang lại cho họ những bài học bổ ích. Tuy nhiên, điều khiến họ cảm thấy đau lòng nhất có lẽ là những thất bại trong tình yêu. Những mối tình không như ý đã khiến trái tim họ chịu nhiều tổn thương. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà họ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua, Đinh Tỵ đã học được cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Họ nhận ra rằng, hạnh phúc không phải chỉ là sự giàu có hay địa vị, mà còn là những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, bạn bè. Dần dần, họ đã tích lũy được một số tài sản vật chất và tinh thần đủ để sống một cuộc sống bình yên. Họ học cách đánh giá cao những điều nhỏ bé trong cuộc sống như bữa cơm gia đình, những chuyến đi chơi ngắn ngày hay chỉ đơn giản là những buổi tối quây quần bên nhau. Tại thời điểm hiện tại, mặc dù Đinh Tỵ có thể chưa đạt đến những đỉnh cao mà họ ao ước, nhưng chính sự trưởng thành trong tâm hồn đã giúp họ nhận ra rằng mình đã có đủ. Họ hiểu rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng công bằng, và đôi khi điều quan trọng nhất là biết đủ để hạnh phúc. Họ bắt đầu biết yêu thương bản thân hơn, biết cách tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói, cuộc đời của tuổi Đinh Tỵ là một hành trình đầy thử thách, nhưng chính những gian truân đó đã rèn rũa họ thành những người kiên cường và thông minh. Với một tâm hồn rộng mở và lòng biết ơn, họ đang sống một cuộc đời trọn vẹn, đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Cuối cùng, điều mà họ tìm kiếm không phải là sự hoàn hảo mà là sự bình yên trong tâm hồn, biết đủ để yêu thương và hạnh phúc với những gì mình đang có. Cuộc sống mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với trái tim và tâm hồn mạnh mẽ, tuổi Đinh Tỵ vẫn sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phía trước, tìm kiếm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.
Tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 cầm tinh con rắn. Đinh là thuộc quả, Tỵ thuộc quả, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Đinh Tỵ cầm tinh con rắn trong 12 con giáp. Rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ thông minh, lanh lợi, khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi, họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm, rất khó tin tưởng người khác. Nhưng khi đã tin tưởng ai đó thì sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương. Khi xảy ra mâu thuẫn với người thân thì họ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng thay thế để ứng biến với thời cuộc. Đinh Tỵ là bộ lột xác nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Theo thống kê cho biết, rất nhiều người tuổi Đinh Tỵ trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Họ là người rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Đinh Tỵ rất cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ, kín kẻ khiến mọi người cảm thấy đề phòng, mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín. Đinh Tỵ lại có chút đa nghi, vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn. Họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn, đưa ra nhiều quyết định thiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu Đinh Tỵ có thể khắc phục được những nhược điểm này thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi Đinh Tỵ có tình cảm chân thành trong tình yêu. Họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên trong tình yêu, đôi khi Đinh Tỵ có sự ghen tuông mù quáng. Điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Đinh Tỵ 1977 là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, hơi hướng nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Đinh Tỵ nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đinh Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng,
Nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi Đinh Tỵ thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc, họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó, những người tuổi Đinh Tỵ thuộc tuýp người không bốc đồng. Họ rất kín đáo và bí ẩn, bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tỵ có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Đinh Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động. Thay vì mỉa mai, cãi giả nặng lời thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang, truyền thống, nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thường nhẫn nhịn chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. Nam mệnh tuổi Đinh Tỵ thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình. Họ chung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực. Trong tình yêu, họ rất lãng mạn, cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tỵ luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này, những người tuổi Đinh Tỵ bước vào một giai đoạn có nhiều thử thách lớn, khi ngôi sao tương xung làm khuấy động cả công việc lẫn tình cảm. Mọi thứ dường như không còn suôn sẻ như mong đợi. Đôi khi, những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ bé lại bùng lên thành những cuộc tranh cãi không hồi kết, chỉ vì bản mệnh có xu hướng khẳng định cái tôi quá mức. Bạn đang bước qua một giai đoạn mà sự nóng nảy, hiếu thắng dường như lấn át đi sự tỉnh táo, khiến mối quan hệ xung quanh dễ bị tổn thương, công việc và sự nghiệp cũng không thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực. Nguyệt lệnh mộc dục chỉ ra rằng, sự bất ổn trong công việc xuất phát phần lớn từ chính bạn, tâm trạng bấp bênh, sự mất tập trung vào những quyết định vội vàng. Thiếu sáng suốt là nguyên nhân chính khiến công việc trở nên khó khăn. Đôi khi bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đối tác không chân thật, nhưng thực tế nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự thiếu cân nhắc trong suy nghĩ của chính bạn. Điều này nhắc nhở bạn cần bình tĩnh hơn, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối các quyết định quan trọng. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ là một thời điểm đầy thách thức. Bạn cần kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và tránh những quyết định vội vàng. Sự nhẫn nại và tỉnh táo sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại, tránh được những sai lầm không đáng có trong cuộc sống lẫn công việc. Thương quan cũng cảnh báo rằng, không chỉ tài chính bị ảnh hưởng, mà lời nói của bạn cũng có thể gây ra tổn thương không đáng có cho người khác. Đôi khi những câu nói vô ý tưởng chừng vô hại lại làm tổn thương những người thân yêu bên cạnh. Về tình cảm, thời điểm này không phải là thời điểm lý tưởng cho các mối quan hệ tình yêu đôi lứa của tuổi Đinh Tỵ. Ngũ hành xung khắc càng làm tăng thêm căng thẳng trong các mối quan hệ. Bạn có thể cảm thấy mình luôn phải giải quyết các xung đột, thậm chí phải đấu tranh để bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, nếu không biết cách dung hòa, rất có thể bạn sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt, nơi những lời hối tiếc sẽ đến khi mọi thứ đã quá muộn trong giai đoạn này. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn, đừng chỉ chăm chăm vào việc khẳng định cái tôi mà quên đi giá trị của sự thấu hiểu và nhẫn nhịn. Tâm thế bình tĩnh, cởi mở sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và tránh được những vấp ngã không đáng có. Đây là lúc bạn cần soi lại bản thân,
học cách khiêm nhường để không chỉ giữ vững công việc tài chính mà còn bảo vệ mối quan hệ với những người xung quanh. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở công việc, sự phù phiếm trong suy nghĩ của bạn cũng dẫn đến một loạt những hệ quả về tài chính. Nguyệt lệnh mộc dục không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn thúc đẩy bạn mua sắm quá đà, chi tiêu cho những món đồ không thực sự cần thiết chỉ để thỏa mãn cái tôi hoặc khoe khoang trên mạng xã hội. Hãy thử suy ngẫm xem liệu những vật chất ấy có thực sự mang lại hạnh phúc bền vững hay chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Đáng tiếc thay, với sự tác động của sao đại hao, chi tiêu của bạn càng tăng cao một cách không kiểm soát. Những khoản chi nhỏ lẻ dần dần tích lũy thành số tiền lớn khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Ban đầu bạn có thể nghĩ rằng mình dư giả, nhưng khi nửa tháng trôi qua, bạn sẽ nhận ra tiền bạc đã rơi đi rất nhiều. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, những khía cạnh tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ đang trải qua nhiều cung bậc phức tạp và có phần mâu thuẫn với những ai còn độc thân. Bạn có thể cảm nhận rằng chuyện tình duyên vẫn chưa thực sự diễn ra theo mong muốn. Lý do có thể xuất phát từ chính bản thân bạn. Có lẽ bạn đã đặt ra những tiêu chuẩn quá cao, đôi khi vượt xa thực tế khiến cho người khác khó tiếp cận. Điều này làm bạn cảm thấy cô đơn và xa cách, mặc dù bản thân cũng mong mỏi tình yêu. Thời điểm này, tử vi khuyên rằng thay vì tiếp tục tìm kiếm một ai đó hoàn hảo, hãy tập trung vào việc cải thiện chính mình trở nên linh hoạt và mềm mỏng hơn. Tình yêu là sự tương tác giữa hai người và sự cởi mở sẽ giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn cho con đường tình cảm của mình. Hãy cho mình và người khác một cơ hội để hiểu và gần gũi hơn. Thay vì cố gắng tìm kiếm một hình mẫu lý tưởng không tồn tại, khi bạn thay đổi cách nhìn và mở lòng hơn, tình yêu sẽ tự nhiên tìm đến. Đối với những người đã kết hôn hoặc đang trong một mối quan hệ, sự ảnh hưởng của tương xung trong thời điểm này có thể gây ra những căng thẳng không đáng có. Vợ chồng hay đối tác trong tình yêu không còn đồng lòng như trước, mỗi người đều muốn bảo vệ ý kiến của mình và cho rằng mình đúng. Điều này dẫn đến những bất đồng và khó khăn trong việc thống nhất các quyết định quan trọng. Thật ra, sự mâu thuẫn không phải là dấu hiệu xấu mà nó cho thấy mỗi người đều có quan điểm riêng và mong muốn được lắng nghe. Tuy nhiên, cách mà bạn xử lý mâu thuẫn mới là điều quan trọng khi tranh cãi xảy ra. Thay vì cố chấp giữ lấy cái tôi, hãy xem đó là cơ hội để hiểu rõ hơn về người bạn đời của mình. Lắng nghe không chỉ là một kỹ năng giao tiếp, mà còn là cách để bạn xây dựng sự thấu hiểu và gắn kết trong mối quan hệ. Hãy cố gắng thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của đối phương và bạn sẽ thấy rằng, dù hai người có khác biệt thế nào, tình yêu vẫn có thể được nuôi dưỡng từ sự đồng cảm trong mọi tình huống. Sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa để giữ vững mối quan hệ. Có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay, nhưng nếu cả hai cùng nhau nhìn lại và nhận ra rằng hai người không phải là đối thủ mà là cùng một đội, với mục tiêu chung là hạnh phúc và vui vẻ, thì mọi khó khăn sẽ dần được giải quyết. Tình yêu không phải là cuộc chiến để tìm ra người đúng, mà là một hành trình để cả hai cùng hoàn thiện và cùng bước đi bên nhau. Đừng quên rằng, hạnh phúc trong tình yêu đến từ sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Khi cả hai cùng chia sẻ những khó khăn, niềm vui và mục tiêu chung, tình yêu sẽ trở nên bền vững hơn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này là thời gian để bạn và người ấy điều chỉnh lại thái độ, cách hành xử, từ đó tạo dựng một mối quan hệ hài hòa và viên mãn hơn. Tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ rằng, dù là độc thân hay đã có gia đình, tình yêu luôn cần sự bao dung và kiên nhẫn. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm mới mối quan hệ, mở rộng lòng mình và đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong tình cảm. Khi bạn biết cách lắng nghe và sẻ chia, tình yêu sẽ luôn tìm thấy con đường để trở về. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn bao giờ hết. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có. Nhưng tiếc rằng, nhiều người lại phung phí nó trong những cuộc vui không có hồi kết, những buổi tiệc tùng thâu đêm, những lần hòa mình vào chốn ăn chơi. Chuyện là không chỉ là mất đi thời gian và tiền bạc mà còn làm hao mòn sức khỏe của bạn. Dẫu những phút giây ấy có thể mang lại chút niềm vui tạm thời, nhưng bạn hãy tự hỏi rằng, liệu có thực sự đáng đánh đổi tương lai và cuộc đời dài lâu của mình
để rồi chìm đắm trong những giây phút hưng phấn ngắn ngủi đó. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ đang bận rộn với công việc, sự nghiệp, càng cần phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn đang dùng sức lực, sự cống hiến của mình để đổi lấy tiền tài, nhưng hãy nhớ rằng khi sức khỏe đã suy yếu, không phải lúc nào tiền cũng có thể mua lại được sức khỏe đã mất. Làm việc chăm chỉ là điều đáng quý, nhưng đừng để bản thân rơi vào tình trạng quá sức mà quên đi việc chăm sóc cho cơ thể. Đôi khi chỉ một lần bỏ qua những dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể cũng có thể dẫn đến những hậu quả không lường. Sao Lục Bạch đang ngự tại Trung Cung trong thời điểm này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ về sự thận trọng trong việc di chuyển, đặc biệt là những chuyến đi xa. Đừng chỉ vì vội vã mà quên đi sự an toàn của mình. Nếu bạn phải đi lại nhiều, hãy đảm bảo rằng mình luôn giữ tâm lý tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể gây ra những sự cố không mong muốn. Thời điểm này, tuổi Đinh Tỵ nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hoặc những chuyến đi xa không cần thiết. Nhìn chung, thời điểm này yêu cầu tuổi Đinh Tỵ đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Bạn có thể phải chi ra một khoản không nhỏ cho việc khám bệnh hoặc điều trị, và điều này cũng gây ra không ít lo lắng. Tuy nhiên, hãy coi đây là một khoản đầu tư cần thiết cho tương lai lâu dài của bạn. Sức khỏe chính là nền tảng để bạn có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống, phát triển sự nghiệp và tận hưởng những niềm vui khác trong đời. Ngoài ra, thời điểm này cũng khuyến khích bạn tìm đến những hoạt động giúp cân bằng lại thể chất và tinh thần, chẳng hạn như thiền hay đơn giản là những chuyến đi dạo nhẹ nhàng. Đừng quên lắng nghe cơ thể mình, bởi một cơ thể khỏe mạnh sẽ luôn là nền tảng vững chắc để bạn đối mặt với mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Như một câu nói trong Phật giáo, kết thân là con thuyền chở đạo, nếu thân không vững thì con đường tu tập, làm việc cũng trở nên khó khăn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này không chỉ là thời gian để bạn nhìn lại và chăm sóc sức khỏe, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về việc biết trân quý những gì bạn đang có. Hãy biết chăm sóc bản thân mình trước khi quá muộn, bởi sức khỏe chính là nền tảng của mọi thành công. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng nửa tháng 11 âm lịch này, những người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong con đường sự nghiệp. Hình ảnh bạn bận rộn với công việc, lúc nào cũng ôm đồm đủ mọi thứ có thể khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Nhưng sự thật đằng sau là một câu chuyện đầy áp lực và căng thẳng khi thương quan xuất hiện. Nó mang theo những cản trở, những xáo trộn không ngừng khiến công việc của bạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều đáng buồn hơn, dù công sức bạn bỏ ra là rất nhiều nhưng dường như không ai thực sự ghi nhận, dẫn đến cảm giác hụt hẫng và chán nản. Một trong những bài học mà thời điểm này mang đến cho bạn chính là sự cần thiết của việc chia sẻ và phân chia công việc. Đôi khi việc tự mình ôm đồm mọi thứ không chỉ làm tăng thêm gánh nặng mà còn làm giảm đi hiệu quả công việc. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh, hãy học cách tin tưởng và giao phó cho những người xung quanh. Mỗi người đều có khả năng riêng, nếu bạn biết cách phân công và hợp tác, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ thấy rằng, khi mọi người đều cùng chung tay gánh vác, bạn không chỉ giảm được áp lực mà còn tạo ra sự gắn kết, đoàn kết trong công việc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con đường sự nghiệp của bạn thời điểm này chỉ toàn là trắc trở. Thương quan chỉ gây ra khó khăn nếu bạn để cảm xúc và sự cứng nhắc lấn át. Nếu bạn biết cách điều chỉnh cách ứng xử, tạo dựng niềm tin với những người xung quanh thì không có gì phải lo lắng. Sự nghiệp của bạn trong tương lai sẽ rực rỡ, chỉ cần bạn biết cách xử lý khéo léo các mối quan hệ hiện tại. Điều bạn cần nhớ trong thời điểm này là giữ sự mềm mỏng và biết lắng nghe. Thay vì ép buộc mọi người làm theo ý mình, hãy học cách tiếp thu ý kiến, cảm nhận từ những người đồng hành. Sự cứng nhắc trong tư duy chỉ khiến mối quan hệ công việc trở nên căng thẳng hơn, dễ dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Còn nếu bạn mở lòng hơn, sẵn sàng chia sẻ và đồng cảm với người khác, bạn sẽ thấy mọi việc dần trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn. Về lâu dài, cách bạn đối xử và hợp tác với mọi người xung quanh sẽ quyết định thành bại của sự nghiệp trong giai đoạn này. Niềm tin vào sự hỗ trợ lẫn nhau là những yếu tố quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cả bạn và những người đồng hành. Thay vì tập trung vào những khó khăn hiện tại, hãy nhìn xa hơn về tương lai và chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn. Hãy nhớ rằng, khó khăn chỉ là tạm thời, nhưng niềm tin và sự đoàn kết sẽ dẫn bạn đến thành công lâu dài. Đối với người tuổi Đinh Tỵ, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này có thể không dễ dàng nhưng lại là cơ hội quý báu để bạn học hỏi và trưởng thành hơn. Hãy tận dụng những thách thức để rèn luyện bản thân,
để từ đó bạn sẽ không chỉ vượt qua khó khăn mà còn xây dựng được những mối quan hệ đáng tin cậy, giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn về tài lộc. Dù tháng trước bạn đã có những dấu hiệu tài chính sáng lạng, nhưng tiếc thay, bạn lại không biết tận dụng cơ hội này để phát triển thêm, mà ngược lại lại bị cuốn vào việc tiêu xài, mua sắm. Bạn đã dành quá nhiều thời gian cho những nhu cầu về vật chất, trưng diện bản thân thay vì tập trung vào việc củng cố nguồn thu nhập. Có một câu nói rằng, kiếm tiền đã khó nhưng giữ tiền còn khó hơn. Đây chính là bài học mà thời điểm này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ. Mặc dù bạn hoàn toàn xứng đáng với những khoảng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, nhưng thời điểm hiện tại chưa phải lúc thích hợp cho những chuyến đi xa xỉ hay những quyết định tiêu tiền lớn. Những khoản tiền bạn vừa kiếm được từ việc kinh doanh đáng lẽ ra cần được tái đầu tư hoặc ít nhất là được tiết kiệm để chuẩn bị cho tương lai, thì bạn lại vô tình dùng chúng vào những thú vui ngắn hạn. Điều này không chỉ khiến tài chính của bạn bị hao hụt mà còn cản trở quá trình đạt được mục tiêu dài hạn trong sự nghiệp. Thời gian này, thay vì để sự tiêu xài làm phân tâm, bạn cần một kế hoạch cụ thể và dài hạn cho việc quản lý tài chính. Kế hoạch chi tiêu không chỉ giúp bạn giữ được sự ổn định mà còn giúp định hướng rõ ràng con đường tài lộc trong thời gian tới. Việc lập ra một khoản tiết kiệm nhỏ từ những đồng tiền khó nhọc kiếm được không chỉ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn mà còn là cách để bạn chuẩn bị cho những dự định lớn lao trong tương lai. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn không nên dành cho mình một chút phần thưởng sau những nỗ lực, thưởng cho bản thân sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng hãy nhớ, phần thưởng đó nên phù hợp với khả năng tài chính hiện tại và không khiến bạn mất cân đối tài chính. Điều quan trọng nhất là bạn cần giữ được sự tập trung vào mục tiêu kiếm tiền lâu dài. Việc dung tay quá tráng dù chỉ một lần cũng có thể làm giảm đi động lực của bạn trong quá trình chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Tài chính hiện tại của bạn đang đi vào nề nếp và có dấu hiệu ổn định, nhưng sự ổn định đó chỉ là tạm thời nếu bạn không biết cách quản lý tốt. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này là giai đoạn bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, cật lực hơn nữa nếu muốn hiện thực hóa những ước mơ về kinh doanh cá nhân. Đây là lúc để bạn khai thác tối đa các cơ hội kiếm tiền, tránh những chi tiêu không cần thiết và duy trì sự kiên trì trong công việc. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này mang đến cho tuổi Đinh Tỵ một bài học lớn về tài lộc. Kiếm tiền không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực mà còn cần sự khôn ngoan trong việc giữ gìn và phát triển tài sản. Hãy biết trân trọng những đồng tiền mình kiếm được, đừng để những chi tiêu phù phiếm khiến bạn đi chệch hướng khỏi mục tiêu dài hạn. Tiếp tục kiên định, chăm chỉ và biết cách quản lý tài chính một cách thông minh, thành công chắc chắn sẽ đến với bạn trong tương lai gần. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là dẫn trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1974. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối diện với nhiều thách thức lớn hơn, nhưng đồng thời cũng sẽ có những cơ hội tiềm ẩn về công việc. Bạn có thể nhận được một vài đề xuất hoặc cơ hội hợp tác mới. Điều này đòi hỏi bạn phải suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Nếu bạn có thể tận dụng những cơ hội này, sự nghiệp của bạn sẽ có bước tiến lớn trong thời gian tới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến tài chính, tránh bị lừa gạt hoặc mất mát không đáng có. Tài chính tuần này có phần khởi sắc hơn, nhưng không phải là thời điểm để tiêu pha quá đà. Hãy chú trọng việc tiết kiệm và dành dụng cho những dự án lớn trong tương lai. Những khoản thu nhập nhỏ có thể đến từ các công việc phụ hoặc những khoản đầu tư nhỏ lẻ. Tình cảm của bạn trong tuần này có dấu hiệu cải thiện đáng kể, đặc biệt là nếu bạn biết cách bày tỏ cảm xúc một cách chân thành, các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Những người độc thân có thể bắt đầu tìm thấy ánh sáng mới trong hành trình tìm kiếm nửa kia. Hãy để trái tim mở rộng, đừng tự bó buộc mình vào những nguyên tắc quá khắt khe. Sức khỏe của bạn trong tuần này cần được chú ý đặc biệt. Bạn có thể cảm thấy kiệt sức do áp lực công việc và những lo lắng thường trực. Đừng quên chăm sóc bản thân, tránh làm việc quá sức và dành thời gian để tái tạo năng lượng cho những tuần tiếp theo.
Tiếp theo Tử Vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ có thể sẽ trải qua những biến động bất ngờ, nhưng nhìn chung là hướng đến sự thay đổi tích cực trong công việc. Tuần này, bạn có cơ hội nhìn nhận lại những gì mình đã làm trong suốt tháng qua. Đây là lúc bạn nên tổng kết lại những thành tựu cũng như những bài học quý giá. Từ đó, chuẩn bị cho bước tiến mới vào tháng tiếp theo. Hãy cố gắng hoàn thành những dự án còn dang dở, đừng để những việc chưa xong cản trở bước tiến của bạn. Tài chính tuần này vẫn cần được quản lý chặt chẽ. Bạn có thể sẽ đối mặt với một vài khoản chi bất ngờ, nhưng nếu đã có kế hoạch từ trước, bạn sẽ không phải quá lo lắng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn xem xét lại các kế hoạch tài chính và chuẩn bị cho những tháng sắp tới. Về mặt tình cảm, nếu bạn đã cố gắng và nỗ lực trong việc xây dựng mối quan hệ, tuần này có thể là thời điểm bạn gặt hái được kết quả. Những người độc thân có thể nhận được tín hiệu tích cực từ người mà họ để ý. Các cặp đôi có thể sẽ thấy mối quan hệ của mình được củng cố vững chắc hơn. Về mặt sức khỏe, cuối thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến xương khớp và hệ tiêu hóa. Đừng chủ quan với những dấu hiệu nhỏ. Nếu cần thiết, hãy đi kiểm tra sức khỏe kịp thời để tránh những biến chứng không mong muốn. Thư giãn và nghỉ ngơi là điều bạn nên ưu tiên hàng đầu, bởi vì tháng tới sẽ có nhiều điều đang chờ đợi bạn. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Thiềm Thư. Trong phong thủy, Thiềm Thư thường được coi là linh vật mang lại tài lộc và may mắn, tượng trưng cho việc thu hút và lưu trữ tài chính. Đặt Thiềm Thư trong không gian làm việc hoặc nhà ở có thể giúp gia tăng cơ hội tài lộc, thu lại sự thịnh vượng và phát triển. Với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của người mang mệnh thổ, Thiềm Thư có thể tương thích với tính kiên cố và nghị lực trong việc thực hiện mục tiêu tài chính. Họ có thể tận dụng niềm đam mê thu hút thịnh vượng và tạo ra môi trường giàu có cho bản thân. Tỳ Hưu. Tỳ Hưu là linh vật huyền bí với tạo hình kết hợp giữa đầu rồng, thân ngựa và chân lân, được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và bảo vệ đối với người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 mang mệnh thổ, sa trung thổ. Ngoài mang dáng vẻ độc đáo, Tỳ Hưu lại không có hậu môn, chỉ ăn vàng bạc và châu báu. Do đó, quan niệm dân gian cho rằng, khi sở hữu Tỳ Hưu ở trong nhà, gia chủ sẽ trở nên giàu có và tài lộc thịnh vượng, sẽ không bao giờ thiếu thốn. Tỳ Hưu có khả năng hút tài lộc và giữ chúng lại tạo ra một môi trường thịnh vượng cho gia đình. Với giới tính cách mạnh mẽ của mệnh thổ, Tỳ Hưu có thể đồng hành và gia tăng sức mạnh bảo vệ và tài lộc cho người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Hình ảnh độc đáo của Tỳ Hưu cũng thể hiện sự khác biệt và độc đáo trong cuộc sống. Tháp Giang Xương. Hình tượng tháp thường liên kết với trí tuệ và lòng tốt trong Phật giáo. Đặt tháp Giang Xương trên bàn làm việc không chỉ tạo môi trường hướng tới tâm thiện và thông thái, mà còn kích thích tinh thần và giúp tăng cường năng lực tập trung. Người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể tận dụng tháp Giang Xương để giữ trí tuệ, đưa ra quyết định đúng đắn và tạo ra những giải pháp sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Tháp Giang Xương được chế tác với nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau. Dòng tháp Giang Xương với 7, 9 hoặc 13 tầng đều mang trong mình năng lượng khác nhau. Quan niệm rằng tháp càng cao thì năng lượng càng lớn. Do vậy, việc chọn tháp Giang Xương với nhiều tầng có thể mang lại hiệu quả tích cực. Loại tháp 13 tầng thường được xem là có khả năng chống chọi và phát triển tốt. Quả cầu phong thủy. Quả cầu đá phong thủy được tạo ra từ dòng đá thạch anh tự nhiên, có niên đại hàng triệu năm, mang trong mình năng lượng dương khí mạnh mẽ từ lòng đất. Đặt quả cầu đá phong thủy trên bàn làm việc, bàn học hay trong phòng khách có thể giúp kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút may mắn, bình an và phát triển trong công việc. Quả cầu phong thủy thường có dạng hình cầu, giúp dương khí lưu thông tốt hơn và lan tỏa trên mọi phương diện của cuộc sống.
bằng cách sử dụng kết quả cầu phong thủy, người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể thu hút năng lượng tốt. Hơn nữa, quả cầu còn có khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực, tránh xa những điều không tốt lành và chống đối với tiểu nhân phá hoại. Đồng thời, nó cũng giúp cải thiện mối quan hệ trong công việc và cuộc sống. Đồng điếu, đồng điếu có khả năng kích hoạt vận khí tài lộc, mang lại cơ hội và thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Việc đặt đồng điếu trên bàn làm việc không chỉ thu hút tài lộc và vận may, mà còn giúp hóa giải những năng lượng tiêu cực và tạo môi trường tích cực, an nhàn cho chủ nhân. Đặt đồng điếu trong không gian làm việc cũng có thể thể hiện sự tôn trọng với các giá trị tài chính và kinh doanh bằng cách tận dụng năng lượng từ đồng điếu. Người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể tạo ra cơ hội thăng tiến và hút lộc, đồng thời giữ sự mơ mộng và nhàn nhã trong cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.